Với việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tham gia tốt hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng sẽ là thời cơ cho nhiều ngành hàng nông sản chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thị trường. Tuy hàng rào thuế quan sẽ dần được dỡ bỏ, nhưng những rào cản về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm sẽ là cản ngại mới. Vì vậy, ứng dụng khoa học công nghệ được xem là tiền đề để nâng cao giá trị cũng như gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nhằm thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc tham gia các tổ chức mang tính khu vực và thế giới như Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Hiệp định Thương mại Tự do TPP sẽ tạo cơ hội bình đẳng cho các nhà sản xuất kinh doanh của nước ta gia nhập sân chơi toàn cầu. Tuy nhiên, lĩnh vực có lợi thế nhất là nông nghiệp với nhiều loại nông sản xuất khẩu có thế mạnh hiện đang gặp nhiều khó khăn do giá giảm mạnh. Việc tăng nhanh sản lượng nông sản nhưng chất lượng không đảm bảo, không gắn kết được với thị trường khiến người nông dân phải nhiều lần lao đao, thua lỗ vì không tiêu thụ được hàng hóa. Đây là một hệ quả tất yếu khi phần lớn sản lượng nông sản được tiêu thụ dưới dạng thô mà chưa qua chế biến. Các doanh nghiệp chế biến nông sản hiện có thì phần lớn chỉ sơ chế hoặc làm gia công. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Một thời gian rất là dài, chúng ta chủ yếu là làm gia công, tức là làm theo mẫu mã của người ta, rồi nguyên liệu của người ta đưa mình, hoặc là mình đi mua của người khác, xong rồi là mình chủ yếu cái giá trị gia tăng mình lấy được là từ cái mồ hôi lao động của mình thôi. Do cái tình hình thực tế như vậy cho nên việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là thật sự là khó. Làm sao để mà đưa cái kỹ thuật mới vào trong canh tác, trong sản xuất, hay là những cái công nghệ mới trong cái chế biến nông sản, và thay cái đó cũng là một bước để chúng ta không có xuất nông sản thô mà chủ yếu là chúng ta tự chế biến ra với lại cái giá trị gia tăng để có một cái sản phẩm khác. Thì như vậy là cái giải pháp để mà chúng ta có thể thoát khỏi cái chuyện mà xuất cái nông sản thô hay là chúng ta đi làm gia công trên cái cơ sở cái sản phẩm của mình. Việc ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến vào các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây được xem là xu hướng tất yếu của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Các tiến bộ khoa học công nghệ được ứng dụng vào quá trình chọn giống, tổ chức lại sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sẽ giúp hoàn thiện chuỗi giá trị ngành hàng theo hướng bền vững. Đây là điều mà một số doanh nghiệp cũng đang hướng đến trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế toàn cầu. Trong đó, công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang, nay là tập đoàn Lộc Trời, là đơn vị tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ mới vào việc phát triển chuỗi giá trị lúa gạo của mình. Với khoa học công nghệ thì những cái sản phẩm sản xuất, thí dụ như lúa gạo, theo cái chuỗi giá trị của tập đoàn Lộc Trời, thì tất cả các khoa học kỹ thuật mà Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành đã phát triển ra thì được áp dụng trên đồng ruộng ở cánh đồng mẫu lớn trong vùng nguyên liệu của tập đoàn Lộc Trời. Thì như vậy là các sản phẩm làm ra năng suất cao, chất lượng cao và an toàn đối với môi trường, giá thành hạ, cho nên có thể cạnh tranh thắng lợi ở thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Và đặc biệt là tập đoàn Lộc Trời có một cái đội ngũ khuyến nông viên cơ sở gọi là lực lượng ba cùng, thì những cái tiến bộ kỹ thuật mà chúng tôi phát triển ở tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành được lực lượng ba cùng của tập đoàn Lộc Trời chuyển giao về cho bà con nông dân để áp dụng. Và những tiến bộ khoa học kỹ thuật đó khi bà con nông dân áp dụng thì giúp cho giảm cái giá thành sản phẩm và người nông dân thuận lợi hơn trong canh tác cũng như là lợi nhuận được tăng thêm. Ứng dụng khoa học công nghệ mới đã giúp doanh nghiệp này nâng cao tỷ lệ sản phẩm gạo có chất lượng và giá trị gia tăng cao thông qua việc chuyển đổi giống lúa, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào quá trình tổ chức lại sản xuất, bảo quản và chế biến, góp phần giảm giá thành, nâng cao giá bán gạo và mang thương hiệu gạo Việt chinh phục nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Canada, châu Âu. Ngoài ra, đơn vị này còn nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ hạt gạo và các phụ phẩm trong quá trình chế biến gạo để có những sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ hạt gạo, chúng tôi cho lên mầm để nó tạo ra cái GABA, tức là Gamma Amino Butyric Acid,
là một cái sản phẩm mang tính dược liệu rất cao, giúp cho sức khỏe người tiêu dùng. Và như vậy là gạo mầm Vivega 3 hiện có mặt ở trên thị trường khắp cả nước, ở hệ thống siêu thị và hệ thống phân phối khắp cả nước. Ngoài ra thì Tập đoàn Trời cũng quan tâm tới cái dầu cám, trích từ cám của cám sản xuất ra ở các nhà máy. Dầu cám là một loại dầu rất là giá trị, có thể là làm thực phẩm cho con người, hoặc là trích ra những cái sản phẩm có thể làm mỹ phẩm và các cái dược liệu khác. Lâu nay, cám gạo chỉ được xem là phụ phẩm và chủ yếu được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi với giá trị thấp. Trong khi đó, nếu trích ly được tinh dầu cám thì sẽ cho ra một sản phẩm có giá trị rất cao. Để có công nghệ này, doanh nghiệp tư nhân cỏ may Essentio mới đây ký kết thỏa thuận với trường cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp để triển khai đề tài, nghiên cứu và phát triển các tinh chất chọn lọc từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hai bên ký kết hợp tác thống nhất triển khai dài hạn hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực trích ly, chiết xuất và điều chế các tinh chất chọn lọc từ cám gạo và các loại nông sản như mè, gấc, gừng, sả, vân vân. Đây là một bước chuẩn bị nhằm hướng đến việc phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp cho các ngành công nghiệp thực phẩm, chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm và các lĩnh vực khác có nhu cầu. Điều này cho thấy khoa học công nghệ chính là mấu chốt được doanh nghiệp này xác định nhằm tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tôi đang triển khai một cái dự án mới để dành cho một cái giai đoạn mới phục vụ cho phát triển, là đầu tư nghiên cứu để chiết xuất để ra những cái dược liệu hoặc là những cái thực phẩm chức năng gì đó từ những cái sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của đồng bằng sông Cửu Long. Thí dụ như là trước mắt là cám gạo, tinh dầu cám gạo là một cái loại tinh dầu thực vật cao cấp hơn, giá trị hơn cả là tinh dầu nành hoặc tinh dầu ô liu nữa. Và trong cái cám gạo nó còn chứa một số các cái thành phần về vitamin, về các cái hoạt chất kháng oxy hóa rồi đó. Mà nếu chúng ta chịu khó đầu tư nghiên cứu tới nơi tới chốn để mong mỏi rằng là tạo ra được những cái sản phẩm gì đó mang giá trị gia tăng cao hơn, thì tôi nghĩ rằng là cái hạt gạo nó sẽ được giải tỏa áp lực rất là nhiều. Kế đó thì lại có thể là chúng ta nghiên cứu chiết xuất những một số các cái hoạt chất từ cây gấc, trồng gấc, rồi là thậm chí là từ cây sả, cây gừng, cây nghệ. Việc ứng dụng công nghệ chế biến cũng đang giúp nhiều doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đi thẳng vào hệ thống bán lẻ, siêu thị hiện đại ở nước ngoài. Như các sản phẩm chế biến sao gạo của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang, nhờ được chế biến bằng dây chuyền máy móc hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nên sản phẩm được tiêu thụ mạnh ở thị trường nước ngoài. Doanh nghiệp này cũng cho biết các sản phẩm phở Việt Nam đang được tiêu thụ rất tốt tại thị trường Nhật, với giá trị tăng lên gấp nhiều lần. Chỉ cần 1,2 kg gạo để chế biến ra 1 kg bánh phở và có giá xuất khẩu từ 2 đến 3 đô la Mỹ mỗi kg. Công nghệ chế biến sẽ giúp giảm áp lực tiêu thụ gạo thô và nâng cao chuỗi giá trị hạt gạo. Công ty này cũng vừa đàm phán thành công với các chuyên gia Nhật để đưa hàng vào hệ thống siêu thị Aeon tại Nhật Bản và trên khắp thế giới. Đây được xem là cơ hội lớn để doanh nghiệp này thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhưng đó cũng là thách thức đối với doanh nghiệp. Làm sao nâng cao hơn nữa công nghệ chế biến để đáp ứng nhu cầu thị trường khi tham gia các sân chơi lớn? Khi mà Việt Nam gia nhập sâu vào cái thị trường thế giới bằng hai cái bước nhảy vọt, đó là TPP và AEC, thì chúng tôi cảm thấy rằng rất có nhiều cơ hội nhưng mà cũng có rất nhiều cái rủi ro, thách thức ở trong đó. Chúng tôi phải tập trung xây dựng nhân lực cho công ty của mình, cũng như là luôn luôn đầu tư đổi mới những cái thiết bị công nghệ để có thể đáp ứng tham gia được vào cái chuỗi gia tăng của thế giới toàn cầu đó. Thì chúng tôi bước đầu thì rất là vui, bởi vì đó coi như là một cái thành công khi mà mình gia nhập được vào cái chuỗi đó. Nhưng mà chúng tôi sẽ đánh giá lại sau một cái thời gian, có thể là 5 năm, nếu mà cái vị trí của mình không được nâng lên
tức là mình chỉ làm hàng gia công, lấy nhân công giá rẻ của mình làm lợi thế, thì chúng tôi xem như đó là một cái thất bại. Không chỉ có gạo mà nhiều nông sản của đồng bằng sông Cửu Long cũng đang có cơ hội để nâng cao giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu nếu được đầu tư công nghệ chế biến tốt. Như sản phẩm miến khoai lang của công ty này, dù mới ra thị trường một thời gian ngắn nhưng được tiêu thụ rất tốt ở trong và ngoài nước, đặc biệt là ở thị trường Hàn Quốc. Hiện nay, Bích Chi phải mua nguyên liệu bột khoai từ một công ty chế biến tinh bột của Hàn Quốc đóng tại địa bàn tỉnh Bình Dương với giá 850 đô la Mỹ mỗi tấn, nhưng nguồn cung cũng không ổn định. Một nghịch lý là khi nông dân trồng khoai lang ở Bình Tân, Vĩnh Long không tiêu thụ được, còn doanh nghiệp cần mua nguyên liệu bột khoai để sản xuất với giá cao thì lại không có. Nếu được đầu tư công nghệ chế biến tinh bột, thì sản phẩm khoai lang Bình Tân sẽ được nâng cao giá trị hơn gấp nhiều lần. Sản phẩm chế biến từ tinh bột khoai lang cũng có thị trường, nhưng hiện nay chúng ta đang khó khăn ở khâu giữa, tức là chúng ta chuyển từ củ khoai lang thành tinh bột. Hiện nay cái công nghệ của chúng ta hiện nay đang vướng. Chúng tôi đã đặt hàng với lại trường Đại học Cần Thơ, nhưng đến giờ phút này thì trường đại học cũng chưa cho chúng tôi được cái bài toán để giải quyết cái tinh bột. Và Bích Chi hiện nay đang phải lấy cái bột khoai lang từ một cái doanh nghiệp chế biến sâu của Hàn Quốc ở khu công nghiệp Bình Dương để chúng tôi chế biến ra các cái miến khoai lang và các loại sản phẩm khác từ khoai lang. Tôi nghĩ rằng là nhà khoa học cũng như là địa phương cũng cần có những cái xúc tiến đầu tư như thế nào đó để chúng ta có những cái chế biến sau thu hoạch. Tức là khoai lang của người nông dân sản xuất ra chúng ta có thể đưa vào chế biến tạo được tinh bột ngay. Một là chúng ta bảo quản tốt, hai nữa là chúng ta có nguồn nguyên liệu dồi dào cho chế biến về sau này để chúng ta xuất khẩu các sản phẩm sau miến hoặc là những sản phẩm sau bột, và kể cả bột chúng ta vẫn có thể xuất khẩu trực tiếp sang bên Hàn Quốc và Nhật Bản được. Bên cạnh việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật để phát triển sản phẩm, thì việc hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài để học hỏi và nâng cao kỹ thuật công nghệ là điều rất cần thiết khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Bởi trình độ khoa học công nghệ của chúng ta còn yếu kém nhiều so với các nước phát triển và ngay cả nhiều nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN. Bên cạnh đó, muốn thâm nhập sâu vào các mạng lưới phân phối lớn thì cần phải am hiểu thêm về ngôn ngữ, văn hóa, tập quán tiêu dùng để tạo ra sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ sản xuất. Doanh nghiệp Việt Nam chúng ta ngoài cái việc là đảm bảo cái chất lượng sản phẩm thì cũng phải tìm cách thâm nhập được vào cái hệ thống phân phối của các nước. Người ta đều có cái đường dây làm ăn hết, gia công xong rồi á, là dần dần mình học được cái cách người ta dùng cái công nghệ mới để người ta cải biến cái sản phẩm như thế nào, hoặc người ta xây dựng thương hiệu sao, người ta tiếp cận mạng lưới phân phối sao. Mình làm gia công xong rồi mình bắt đầu mình học cái kỹ thuật và cái công nghệ của người ta, rồi mình đem trở về nước mình lại đặt hàng cho những người nông dân, người ta sản xuất cho đúng cái quy cách, cho đúng cái tiêu chuẩn an toàn của thế giới, rồi sau đó mình mới bắt đầu tiếp cận trở lại với lại mạng lưới phân phối. Đó là một con đường nó khá là chông gai, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta muốn đi tắt cũng không dễ đâu. Ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu trong quá trình hội nhập. Đồng thời, với quá trình tham gia vào chuỗi giá trị, không chỉ bản thân các doanh nghiệp tham gia cung ứng các công đoạn trong chuỗi giá trị được lợi, mà các doanh nghiệp khác cũng có cơ hội phát triển nhờ quá trình tiếp thu kiến thức từ các công ty đa quốc gia. Khi người lao động di chuyển sang làm việc cho các doanh nghiệp khác, họ có thể mang đi những kiến thức, kinh nghiệm đã được huấn luyện, làm lan tỏa các kiến thức mới đến toàn bộ nền kinh tế. Việt Nam hiện đã ký kết trên Hiệp định Thương mại Tự do, tức FTA, với nhiều nền kinh tế trên thế giới và tiếp tục đàm phán các hiệp định quan trọng khác. Các FTA này hoàn tất thì những mặt hàng có thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long tận dụng cơ hội như thế nào để mở rộng thị trường khi thuế xuất hàng hóa Việt ra bên ngoài chỉ còn 0%. Doanh nghiệp đã chuẩn bị gì khi dự báo những hàng rào phi thuế quan sẽ khốc liệt hơn? Tiếp tục chủ đề doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long hội nhập, chương trình kinh tế đầu tuần tháng 9 với chủ đề chuỗi liên kết doanh nghiệp trong hội nhập sẽ phát sóng lúc 19:45 ngày 7 tháng 9 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý khán giả đón xem.